Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ luôn làm tốt công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, công trình thủy lợi. Nhiều năm liền xã không xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai. Xã Minh Phượng có diện tích đất tự nhiên là trên 380 ha, trong đó đất nông nghiệp là 240 ha. Những năm qua, người dân không ngừng chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cam, bưởi và nuôi thả thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay đã có hơn 200 hộ chuyển đổi với diện tích gần 50 ha. Tuy nhiên, xã không xảy ra tình trạng xây dựng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Đã từng có nhiều hộ tập kết nguyên vật liệu để xây dựng trái phép, nhưng sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, đã nghiêm chỉnh chấp hành như hộ ông Nguyễn Văn Phá, Nguyễn Hữu Tý, Phạm Văn Đại. Lúc đầu gia đình cũng có ý định là muốn xây dựng để vừa trông nom và chăn nuôi. Thế nhưng mà được sự vận động mới tuyên truyền của ủy ban nhân xã thì gia đình tôi cũng không xây nữa. Tại vì là thấy như thế nó cũng là sai. Xã tuyên truyền thì chúng tôi chỉ trồng cây thôi chứ không xây lều lán trại gì. Cũng không có mất trộm, mất cắp gì cả thì chúng tôi cũng yên chí. Để làm được điều này, xã luôn tích cực chủ động nắm bắt tình hình, đặc biệt là những khu vực nhạy cảm về đất đai, kiên quyết không bán, khoán đất trái thẩm quyền. Công tác giao đất cho thuê đất được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình. Xã cũng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về luật đất đai để người dân nắm được các quy định của pháp luật. Đảng ủy thường xuyên có nghị quyết ra cho Ủy ban nhân dân xã và các ngành là triển khai thực hiện. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Khi thấy có dấu hiệu của các hộ mà có ý định xây lều nán thì sẽ ủy ban nhân xã sẽ kịp thời là xuống tuyên truyền vận động bà con. Do làm tốt công tác quản lý đất đai nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thuận lợi. Đến nay xã đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trên 1.000 thửa đất ở, đạt tỷ lệ 100% và cấp đổi được trên 80% số thửa đất nông nghiệp. Vì vậy đã góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.